Israel tấn công dồn dập xuống trung tâm Beirut trước giờ ngừng bắn với Hezbollah. Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công trung tâm Beirut và vùng ngoại ô phía nam của thành phố ngay trước khi lệnh ngừng bắn nào có hiệu lực. Một làn sóng không kích mới của Israel đã tấn công thủ đô Beirut, các vùng ngoại ô và khu vực khác của Lebanon trong hôm 26 tháng 11, ngay trước thềm bàn thảo thông qua lệnh ngừng bắn chính thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 13 tháng giữa Israel và Hezbollah. Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công trung tâm Beirut và vùng ngoại ô phía nam của thành phố ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu dự kiến của các lãnh đạo Israel về lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh với các chiến binh Hezbollah. Một tòa nhà bốn tầng ở khu phố Basta Nuwairi tại trung tâm Beirut đã trở thành mục tiêu bị phá hủy mà không có cảnh báo trước. Đây là cuộc tấn công thứ hai vào cùng khu vực này kể từ hôm 23 tháng 11. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, tòa nhà bị nhắm mục tiêu là nơi sinh sống của những gia đình di tản. Bộ Y tế Lebanon trong một tuyên bố cho biết 3 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong cuộc không kích. Quân đội Israel khẳng định đã tấn công 20 địa điểm của Hezbollah trong vòng 2 phút và làn sóng không kích nhanh và mạnh này được thực hiện bởi 8 máy bay chiến đấu, theo The Times of Israel. Tờ báo khẳng định, 7 tòa nhà bị nhắm mục tiêu đã được Hezbollah sử dụng để quản lý và lưu trữ tiền, bao gồm trụ sở, kho tiền và chi nhánh của Hiệp hội al an Hassan, được biết là được Hezbollah sử dụng như một ngân hàng bán chính thức. Đồng thời cho biết thêm rằng 13 địa điểm khác bao gồm một trung tâm lực lượng không quân của Hezbollah, một phòng chỉ huy của bộ phận tình báo, kho vũ khí và các cơ sở hạ tầng quân sự khác. Quân đội Israel đã ban hành một loạt cảnh báo sơ tán một dấu hiệu cho thấy họ nhắm đến việc trừng phạt Hezbollah đến những giây phút cuối cùng trước khi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có hiệu lực. Các cảnh báo sơ tán đã bao gồm cả những khu vực của Beirut chưa từng bị tấn công trong suốt cuộc chiến. Các cảnh báo, cùng với nỗi lo ngại rằng Israel đang gia tăng các cuộc tấn công trong giai đoạn cuối trước thềm lệnh ngừng bắn gây ra hoảng loạn ở Lebanon, thúc đẩy nhiều người dân di chuyển khẩn cấp đến những khu vực an toàn hơn. Các cuộc không kích cũng nhắm vào các ngôi làng ở miền Nam và miền Đông Lebanon diễn ra chỉ vài giờ trước khi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập nội các an ninh và dự kiến sẽ phê duyệt một thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah. Nội các an ninh của Israel thảo luận về lệnh ngừng bắn được đề xuất trong cuộc chiến với Hezbollah ở Lebanon trong hôm 26 tháng 11. Cuộc họp dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều giờ. Theo các phương tiện truyền thông Lebanon, lệnh ngừng bắn sẽ được công bố trong hôm nay 27 tháng 11. Chi tiết thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah Thỏa thuận này mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột xuyên biên giới Israel Liban đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng kể từ khi bùng phát. Tổng thống Mỹ Biden đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng ngay sau khi nội các an ninh của Israel thông qua thỏa thuận với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Ông Biden cho biết đã trao đổi với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và quyền thủ tướng Liban Najib Mikati. Giao tranh kết thúc lúc 4 giờ sáng giờ địa phương. Thỏa thuận được xây dựng để chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch, ông Biden nói. Những gì còn lại của Hezbollah và các tổ chức khủng bố khác sẽ không được phép đe dọa an ninh của Israel một lần nữa. Israel sẽ dần rút quân trong vòng 60 ngày khi quân đội Liban kiểm soát vùng lãnh thổ gần biên giới với Israel để đảm bảo Hezbollah không xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại đó, ông Biden cho biết. Dân thường ở cả hai bên sẽ sớm có thể trở về nhà một cách an toàn, ông nói. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chúc mừng việc ký kết thỏa thuận, nói rằng đây là thành quả của những nỗ lực trong nhiều tháng với chính quyền Israel và Liban, phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Ông Mikati cũng hoan nghênh thỏa thuận này. Bộ trưởng Ngoại giao Liban Abdallah Bò Uhabib trước đó cho biết quân đội Liban sẽ sẵn sàng triển khai ít nhất 5.000 quân ở miền Nam khi quân đội Israel rút lui. Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định sẵn sàng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành vi vi phạm nào của Hezbollah. Ông Netanyahu hiện đang phải đối mặt với một số ý kiến phản đối thỏa thuận từ chính phủ liên minh của mình. Tuy nhiên, Ông cho biết lệnh ngừng bắn sẽ cho phép Israel tập trung vào mối đe dọa từ Iran, bổ sung nguồn cung cấp vũ khí đã cạn kiệt và cho quân đội nghỉ ngơi, đồng thời cô lập Hamas. Chúng tôi sẽ thực thi thỏa thuận và phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ hành vi vi phạm nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi giành chiến thắng, ông Netanyahu nói. Chúng tôi sẽ phối hợp toàn diện với Mỹ để duy trì quyền tự do hành động quân sự. Nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận hoặc cố gắng tái vũ trang, chúng tôi sẽ tấn công quyết liệt. Ông Netanyahu cho biết Hezbollah Đồng minh của nhóm chiến binh Palestine Hamas đã yếu hơn đáng kể so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột. Chúng tôi đã để lùi nhóm này trong nhiều thập kỷ, loại bỏ các thủ lĩnh cấp cao của nhóm, phá hủy hầu hết các tên lửa và rocket, vô hiệu hóa hàng nghìn chiến binh, xóa sổ nhiều cơ sở hạ tầng khủng bố gần biên giới của chúng tôi, ông nói. Giao tranh chưa dừng lại. Bất chấp bước đột phá ngoại giao, tình hình thù địch vẫn tiếp diễn khi Israel tăng cường đáng kể chiến dịch không kích nhằm vào Beirut và các khu vực khác của Liban với các cơ quan y tế báo cáo có ít nhất 18 người thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết đã tấn công các bộ phận quản lý tài chính và hệ thống của Hezbollah, bao gồm một văn phòng đổi tiền. Israel đã ban hành thêm cảnh báo sơ tán vào cuối ngày thứ ba, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Hezbollah cũng tiếp tục bắn tên lửa vào Israel. Quân đội cho biết không quân Israel đã chặn được ba vụ phóng từ lãnh thổ Liban vào đêm thứ ba. Một cuộc thăm dò do kênh 12 của Israel tiến hành cho thấy 37% người Israel được hỏi ủng hộ lệnh ngừng bắn so với 32% phản đối. Những người phản đối thỏa thuận này ở Israel bao gồm các nhà lãnh đạo đối lập và người đứng đầu các thị trấn gần biên giới của Israel với Liban. Họ muốn xây dựng một vùng đệm không có người ở biên giới phía Liban. Cả chính phủ Liban và Hezbollah đều nhấn mạnh rằng việc đưa những thường dân phải di rời trở về miền nam Liban là nguyên tắc chính của thỏa thuận ngừng bắn.